rồi. Tiếp theo mình sẽ tới combo thứ 6, đó là một cái mâm 6 cây Sonic đang rất là hot. Bản nhỏ 1.4, 1.6 cho anh em có thể đi giỏ 60, 70 và 70, 80, rất là đẹp. Thì bây giờ mình sẽ có một combo cho anh em, là mình sẽ bán mâm mình tặng một cái dĩa X1R9 hãng cho dĩa trước nha anh em. Đó, thì dĩa X1R9 hãng này mình sẽ bán với giá lẻ là một cái đĩa trước khoảng 400.000. Một cặp mâm Sonic này là giá thị trường là khoảng 1850, thì nó ra là 2.250.000. Bây giờ mình sẽ có giá combo cho anh em khi tặng tới cái đĩa này, đó là với giá 2.100.000 reset toàn quốc cho anh em. Thì anh em cũng đã biết rồi, cặp mâm như vậy thì nó nặng, rất rất nặng, và kèm theo cái đĩa đó thì reset thì nó chiếm khoảng trên dưới 100.000+. Thì tương đương anh em mua combo này với giá chỉ khoảng 1.900.000 thôi. Đó, thì rất là hời. Đó, reset tặng nhà cho anh em luôn toàn quốc nha anh em. Ok, combo phía sau.